Nhìn thế nào, rồi này. Chào bà con, hôm nay mình lại giới thiệu về cái gậy này, nó cho bà con xem nữa là nó có thêm một cái tác dụng nữa. Đây, bón trên mọi nền nhá, đất cứng hay đất mềm ok hết, độ phân thì tùy ý. Đó. Cái thứ hai nữa là bạn có thể lấy một cái dây để ở đầu này. Đây, như mình là mình không có thời gian để mình làm cái móc ở bên phía trên thôi. Đây, ví dụ thế này, các bạn chế một cái móc trên này này, móc để tay này. Đây, cái dí này cái mình giữ nguyên cái móc này thì nó vẫn là thả phân liên tục đây. Đó, các bạn thấy không? Ok.